Vâng, lại là em Hoàng xe tải đây. Thì trở lại với chiếc xe hổ vồ Shizak 8.61 tại Cầu Giàu. Thì hôm trước em Hoàng lên video thì đã nhận được phản hồi của anh Giang ở Hà Nội và cũng đã xuống đặt tiền, đặt 70% tiền trả thẳng luôn. Thì xe này em Hoàng làm mai giao nhá. Hiện tại là bên em Hoàng là đang chuẩn bị khâu gọi là cà số khung số máy. Đấy, cà số khung số máy. Thì cho những bác tài nào chưa biết cũng như là để trả lời chung một câu hỏi quý bác tài, đó là xe này thì giá hiện tại đang là bao nhiêu và được tặng những cái gì, cũng như trả góp thì sẽ có những cái gì. Thì đầu tiên đó là về giá của xe, thì xe này đang là 80 triệu bác tài nhá, 80 triệu. Đó. 8 triệu và trả góp ấy, thì bác tài bỏ ra 250 triệu là có xe rồi. 250 triệu có xe. Đấy, 250 triệu có xe. Và nói chung là những thủ tục này thì bên em sẽ lo hầu như toàn bộ từ A đến Z, kể cả từ cả số khung số máy này. Đấy, các bác tài nhá. Cái xe này thì có thể tích thùng nó là 7 khối với chiều dài của xe đó. Chiều dài của thùng long thùng, không phải chiều dài thùng nhá. Long thùng là 4m03, rộng 2m28 và chiều cao của xe là khoảng 74-75 phân. Đấy, tổng bằng thùng là 7 khối nhá, 7 khối có tải. Xe này thì chúng ta có thể về chạy mỏ. Thì nó sẽ chạy mỏ hay chạy rừng đấy thì nó sẽ có ưu điểm hơn là dòng 3 chân ở cái cầu trước là xe chạy hai cầu có tải nhá, xe chạy hai cầu dầu. Cầu trước là cầu 13 tấn. Đấy, và số khung của xe sẽ nằm ở kia nhá, số máy của xe sẽ nằm ở dưới máy một tí. Nếu nào có dịp thì em Hoàng sẽ chỉ cho quý bác tài. Đây thì là đây chiếc xe Shizak 8.61. Đấy. Thì xe này hiện tại em Hoàng cũng lên khá nhiều bởi vì hiện tại bên em Hoàng đang sẵn chiếc xe này. Và xe này được coi là chiếc xe là sản phẩm chủ lực của bên TMT nhá. Xe này thì chạy lốp 1.1-20. Xe chạy lốp 1.1-20 nhá. Loại lốp ở đây thì loại lốp được sử dụng cho xe lốp DRC nhá, DRC với cầu là cầu dầu. Và đường kính Mayer đó là 28 và phía sau kia là 30. 10 tấc kê, lốp 1.1-20. Con máy là con máy Weichai 165 mã lực nhá. Weichai 165 mã lực đã. Máy thì vừa mới cải tiến thôi. 165 mã, con máy to nhất hiện tại ở phân khúc xe ben 2 chân. Đây là cái bình nhiên liệu đã được thay là bằng inox nhá, con tải nhá. Thành bình inox 150 lít, bình ure. Cái ure này thì là chúng ta hoàn toàn có thể cắt được. Thì chi phí này nó sẽ dao động từ 2 đến 4 triệu nhá. 2 đến 4 triệu tùy từng thời điểm có tải cắt. Đấy, hiện tại em Hoàng cắt thì nó rơi vào tầm khoảng tầm 4 triệu. Đấy, 4 triệu. Thì có tài là sẽ được cắt khí thải và không thể nghĩa là các bác tài không cần đổ ure để chạy vẫn được. Đấy, máy nó sẽ khỏe hơn. Lốp sau thì vẫn là lốp 1.1-20 là lốp đôi. Đây là cái Mayer được kính là 30 nhá. Nếu mà các bác tài là muốn chuyển đổi xe thành một cầu và hai cầu ấy thì xe zin hiện tại nhà máy đang là một cầu nhá, một cầu. Cái trục cốc đăng này này các bác tài chạy nó sẽ không quay đâu. Đấy, khi mà chúng ta rút con ốc ở trong này ra, dùng cái lục 12 ở đây nhá, lục 12 tháo con ốc ở trong này ra thì sẽ cách trục các đăng này sẽ quay, thì các bác tài sẽ sử dụng được cầu trước. Còn bình thường như là cầu trước đang ở treo. Đấy, nó không, các bác tài không thể cắm được cầu trước, cắm được cầu sau. Thì đấy là tổng quan về những chiếc xe ben hổ vồ Shizak này. Cabin này thì từ cabin truyền thống từ đời 2015 nhá, vẫn là mang đúng chất của hổ vồ Shizak. Trong con này thì nó ở tầm xe tải nặng rồi các bạn, gần như là xe tải nặng rồi, không phải xe tải nhẹ nữa. Ngoài ra thì ví dụ như cái ắc quy này thì nhiều chỗ là sẽ không lắp cho bác tài cái ốp, thì bên em sẽ lắp luôn cho bác tài nhá, khi mà xe sẽ có luôn cái ốp ắc quy. Cái này thì là bình inox, là bình khí nén, hai bình khí nén và trang bị kèm một lớp dự phòng. Đấy thì bên em cũng đã hoàn thiện về số khung số máy rồi, thì đây là số máy của xe này. Đây chuẩn bị bàn giao thì anh Giang. Đấy thì đây là video về bàn giao xe. Ngày mai em Hoàng nếu có biển thì em Hoàng sẽ luôn lên luôn cho quý tài nhé. Và em Hoàng xin kính chào quý tài. Xin chào.